Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Super Heo và mình vẫn là Nai. Như mọi khi, nếu các bạn đã click vào video này thì mình đoán rằng các bạn đã biết xem cái gì rồi đúng không? Đây là một chiếc bàn phím cơ. Thì nói về phím cơ thì các bạn chẳng gì lạ rồi, bởi cái thời này thì anh em nào xem video mà nhất là các bạn mà chơi game thì bàn phím cơ là thứ quá đỗi hiển nhiên và bình thường. Nhưng mà Switch cơ thì Cherry, Altimu, Kale, Gateron, bla 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 vân vân mây mây thì nó vẫn chỉ là Switch sử dụng theo cái công nghệ cơ khí cơ bản là hai miếng kim loại chạm vào nhau. Các bạn đã bao giờ thấy một cái bàn phím cơ học sử dụng Switch làm bằng ánh sáng hay chưa? Và đây là một chiếc bàn phím như vậy. Đây là chiếc BenQ Zowie Celeritas 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá chiếc bàn phím này để xem một cái bàn phím sử dụng Switch bằng ánh sáng thì nó hoạt động như thế nào và cái bàn phím này có đáng tiền các bạn hay không nhé. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên để mà nói về thiết kế thì thực sự đây là một chiếc bàn phím khá nhàm chán, nó không có gì cả. Chỉ đơn giản là một chiếc bàn phím full size. Không có gì đặc biệt đây cả ngoài việc nút Enter rất là to, một kiểu là Napoleon đánh cầu lông cửa chuồng ngày xưa ấy. Cái nút Enter nó rất là to. Ở mặt đáy cũng không có gì đặc biệt, chúng ta chỉ có 4 feet cao su rất lớn để chống trượt. Và không có chân để nâng bàn phím lên một góc nào cả bởi bàn phím này đã làm chéo sẵn rồi. Và chấm hết, đó là tất cả những gì các bạn nhìn thấy. Không có bất kỳ một gì đặc biệt, không có phần mềm, không có nút media, không có cổng USB trên này, không có rách cắm tai nghe, cáp USB cũng không tháo được và không có bất kỳ một gì khác ngoài một cái bàn phím là một cái bàn phím chấm hết. Thì BenQ và Zowie họ đang làm điều gì? Tại sao họ tạo chiếc bàn phím này và mức giá của nó là 3,8 triệu đồng giá bán lẻ vào thời điểm hiện tại các bạn đang xem video. Thì tại sao Zowie lại làm ra một chiếc bàn phím như vậy? Cái giá trị của nó được tính vào đâu khi chúng ta bỏ ra 3,8 triệu đồng để mua một cái bàn phím mà không có một tính năng gì ngoài việc gõ như thế này? Thì đây, bên dưới cái cáp sẽ là cái thứ các bạn cần quan tâm, đó chính là cái Switch của Zowie. Để mình đọc xem là cái tên Switch nó là cái gì bởi nó khá là bé. Switch này được gọi là Flatex, Switch của Flatex. Chúng ta có đèn LED ở bên dưới chiếu thẳng lên, các bạn nhìn thấy là ngay bên trên Switch sẽ là đèn LED. Đèn LED này là đèn LED màu đỏ. Và bàn phím này như các bạn đã biết rồi, chúng ta không có LED RGB. Cái Switch bên dưới như các bạn nhìn thấy thì cái thiết kế nó rất giống với cả Switch Cherry, nhưng mà cách hoạt động của nó lại khác hoàn toàn. Chúng ta vẫn có hình chữ thập ở bên trên để gắn keycap và vừa với tất cả một loại keycap Cherry, dành cho anh em thích chơi keycap vẫn có thể lắp được bất kỳ set nào vào đây. Chúng ta sẽ có keycap làm bằng nhựa ABS, phủ màu đen ở ngoài và laser etch cho ánh sáng xuyên qua, khá là mỏng và cơ bản không có bất kỳ một điều gì đặc biệt đây cả. Chúng ta không có PVT, cũng không có bất kỳ một cái gì khác. Nhưng mà cái đặc biệt sẽ là cái nằm ở bên dưới keycap, đó chính là cái switch quang học của Flatex. Thì bên trong sẽ là ánh sáng, mình đoán rằng 99,69% nó là đèn laser. Thì khi các bạn bấm phím xuống, bên dưới sẽ là lò xo. Đương nhiên rồi, cái switch cơ học nào mà chẳng có lò xo. Bấm phím xuống thì cái miếng nhựa này sẽ di chuyển xuống dưới. Ở bên trong cái miếng nhựa đó sẽ có một khoảng trống cho ánh sáng đi xuyên qua. Nước đầu tiên nó sẽ cản ánh sáng, khi bấm xuống ánh sáng sẽ đi xuyên qua chạm bên kia và tạo thành kết nối. Đó là cái hoạt động của switch quang học này. Vậy thì cái lợi ích của nó là gì? Lợi ích của nó là độ phản hồi cực kỳ nhanh và cực kỳ chính xác, và các bạn sẽ không bao giờ phải lo bị double click, kiểu bấm một nút nhận 2-3 nút ấy. Điều đó chỉ xảy ra đối với các bàn phím cơ học cơ bản, khi mà chúng ta sử dụng hai miếng kim loại, thường thường hai miếng đồng hoặc hai miếng vàng chạm vào nhau tạo ra kết nối thì lâu về thời gian nó sẽ bị mài mòn, bị bụi bẩn chui vào. Còn cái này là ánh sáng thì gần như không thể hỏng được, trừ khi các bạn đập phá như nào đấy để làm hỏng được cái đèn bên trong switch thì mình cũng ạ các bạn luôn. Thế nên là về lý thuyết cái bàn phím này sẽ bền hơn rất nhiều so với các bàn phím cơ bản sử dụng switch cơ học bình thường với cả các miếng kim loại bên trong. Cái tuổi thọ của nó thì mình nghĩ rằng là chỉ hỏng khi nào các bạn bấm hỏng lò xo bên trong thôi, nhưng mà BenQ và Zowie họ nói rằng bên trong cái lò xo của cái bàn phím Celeritas này là bàn lò xo để không biết là lò xo kiểu gì, nhưng mà đại khái rất là bền. Họ nhấn mạnh điều này trong website là reinforced iron spring, đại khái là lò xo cực kỳ bền, và cái này là sự thật. Cái cảm giác bấm ở trên chiếc bàn phím Celeritas 2 này nó khá là giống một chiếc bàn phím cơ học sử dụng Switch Cherry Red. Nó mượt và nó êm, nhưng mà cái điều đặc biệt là nó mượt hơn hẳn so với bàn phím Cherry. Tức là khi các bạn bấm bàn phím Cherry sẽ có cảm giác nó hơi bị cọ vào hai bên cái thành của Switch. Khi các bạn bấm cái Switch xuống nó sẽ cọ vào hai bên thành, nó hơi có cái gì đó nó kít kít và các bạn cảm giác được cái việc miếng nhựa nó cọ vào nhau. Nhưng mà trên bàn phím này các bạn đơn giản chỉ có lò xo và không có bất kỳ miếng kim loại nào chạm vào nhau cả. Cảm giác nó bấm nó trơn tru và nó mượt hơn rất nhiều so với phím Cherry. Và thực sự cảm giác của bàn phím này rất là sướng. Nhưng mà cái làm giảm bớt độ sướng của bàn phím này là do keycap.
nó khá là mỏng và cơ bản, không gì đặc biệt cả. Và nếu là mình đã bỏ tiền ra mà mua cái bàn phím giá 3,8 triệu rồi thì chắc chắn mình sẽ bỏ thêm tiền làm thêm một bộ keycap PPT nữa. Và mình hy vọng trong tương lai nếu BenQ và Zui làm ra một chiếc bàn phím khác hoặc là một cái phiên bản cải tiến của chiếc Series 2 này thì mình nghĩ rằng họ nên thay đổi keycap cho nó một cái bộ keycap mang kiểu hoành tá tràng hơn một tí, dày dặn hơn, bá đạo một tí, các sự bấm sẽ sướng hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một layout như mình đã nói là full size, viền xung quanh thì khá là mỏng, không có gì quá nhiều nói ở đây. Chúng ta có logo Zoe ở dưới và trong hết các bạn sẽ không có đèn 5 lock, caps lock, scroll lock gì cả. Khi bạn bật caps lock thì nút caps lock sẽ sáng lên, các bạn bật 5 lock thì nút 5 lock sẽ sáng lên và như vậy là hết. Bên dưới có đèn led màu đỏ như mình đã nói và nút enter là nút enter to. Cái phần đâu rồi, cái nút gạch dọc đó nó sẽ ở dưới này, cái nút dấu hỏi chấm cũng may thôi bởi vì là bên nút shift bên này gần như không bao giờ bấm, ít ra chúng ta không bị làm nút backspace nhỏ. Ở phía bên trên hàng phím F các bạn sẽ có nút function là tắt âm thanh này, tăng giảm âm lượng này, play pause, tua bài, tăng giảm độ sáng bàn phím. Đúng vậy là cái đèn led trên bàn phím này chỉ tăng giảm độ sáng thôi, chúng ta không thể đổi màu được. Ở phần nút từ F9 đến 10, 11, 12 các bạn sẽ có cái biểu tượng 1x, 2x, 4x và 8x là response rate, tức là khi bạn bấm và giữ nút xuống thì nó sẽ lặp lại nút nhanh hay chậm. Và như vậy là hết rồi. Đó là tất cả những gì bàn phím này có. Và cái vỏ nhựa của nó cảm giác khá là bám tay, chúng ta sẽ không sợ bị bong chóc bởi vì đây không phải là kiểu dạng phủ cao su mà nó dạng nhựa nhám, sờ khá là dễ chịu đối với lòng bàn tay của các bạn khi mà các bạn đặt lên. Không hề có chân nâng độ cao, không khá là cáp USB, không hề có tính năng gì cả, cũng không phần mềm plug and play, cắm vào phát là chơi luôn. Nhưng mà đó chính là cái sự đơn giản của cái bàn phím này, nó sẽ giúp cho người dùng không cần phải mò mẫm nhiều, không cần phải tìm cái phần mềm driver gì cả, cắm vào phát là chơi. Và đó gần như là cái mà chúng ta cần. Và cái đặc biệt nữa là bàn phím này có 100% NQ rollover, tức là toàn bộ bàn phím bạn có đập cả mặt bạn vào đây, cả chân cả tay lên thì bất kỳ phím nào được bấm xuống cái bàn phím này cũng nhận hết. Tóm lại cái video này, thực sự thì bàn phím Celeritas 2 này đến từ BenQ nó không có quá nhiều thứ để mà nói, nhưng mà những cái gì mà BenQ Zoe họ nhấn mạnh vào thì họ làm rất tốt. Tức là đây là chiếc bàn phím dành cho dân chơi game eSport, độ phản hồi cực kỳ nhanh, độ chính xác cao, switch bấm cực kỳ mượt, nhẹ nhàng, êm ái và gần như không bao giờ có thể bị lỗi, không bao giờ có thể bị double click, đảm bảo độ chính xác các bạn chơi game như kiểu combo LOL hay là Dota 2 Invoker các thể loại thì cứ ầm ầm thẳng vào mồm đối phương luôn. Đối với mình thì mình là người thích cảm giác gõ thì có lẽ chiếc bàn phím này sẽ hợp lý với mình, nhưng mà cái keycap là cái thứ mình chưa hài lòng về bàn phím này. Và nếu các bạn là người sử dụng quan tâm về kiểu màu sắc là RGB, tính năng này, cổng cắm USB tai nghe trên bàn phím các thứ thì có lẽ đây không phải thứ các bạn tìm kiếm. Nhưng nếu bạn là người tìm kiếm một cái switch êm ái mượt mà, độ bền cực kỳ cao và cảm giác yêu như một cái xe tăng thì đây sẽ là mẫu bàn phím các bạn nên chọn, mặc dù mức giá không hề nhẹ chút nào, khá là nặng cân đó. Và đây là video đánh giá về chiếc bàn phím Celeritas 2 đến từ BenQ. Hy vọng anh em có thấy video thú vị. Và nếu các bạn muốn xem thêm các video về gaming gear thì hãy bình luận bên dưới cho biết các bạn muốn xem video về bất kỳ sản phẩm gaming gear nào. Mình có chơi với các ông chú làm bên công ty nọ ấy, nhiều sản phẩm gaming gear lắm nhá. Nếu thấy video hay thì để lại một like như subscribe bên dưới, chúng ta còn gặp lại nhau trong nhiều video khác. Còn mình xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video trong tương lai. Bye bye. Smile.